Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong thư Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 5, từ câu 15 cho đến câu 20. Chúng ta cùng đọc với nhau. Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Đừng say rượu, vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dậy Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà nhân lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Tôi đặc biệt chú ý đến câu 18, và đây sẽ là nội dung chính của những gì tôi chia sẻ hôm nay. Đừng say rượu, vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Nếu mà chúng ta đọc ở trong bản tiếng Việt á, thì mình thấy là câu 18 ngắt ra, rồi câu 19 ngắt ra, rồi câu 20. Nó giống như là ba câu riêng biệt. Nhưng mà thật ra ở trong hầu hết các bản Kinh Thánh tiếng Anh thì ba cái đó không có ngắt ra một cách riêng biệt. Nó hoàn toàn liên hệ với nhau, nó kết nối một cách rất là chặt chẽ với nhau. Thì tất cả những cái ý này nó liền mạch với nhau. Thêm một sự khác biệt nữa giữa bản dịch tiếng Việt và tiếng Anh, đó là ở trong bản dịch tiếng Việt á, thì câu vì kính sợ đến Christ hãy thuận phục nhau, thì đó là cái câu số 21 và nó được đưa xuống một cái phân đoạn ở dưới, đúng không? Lâu nay chúng ta vẫn nghĩ là nó thuộc về cái phân đoạn ở dưới, nhưng mà thật ra không phải là như vậy nha. Tôi thông báo với anh chị em á, là cái câu 21 đó nó hoàn toàn liền mạch với câu 18, 19 và 20 ở trên, và nó nằm ở trong một câu liền mạch với nhau trong tiếng Anh luôn, nó không có tách rời ra gì cả. Đừng say rượu, bởi vì đó là một điều đồi trụy hay là đồi bại. Nhưng hãy đầy dẫy Thánh Linh. Và những cái phần khác thì cũng y chang như vậy luôn. Chúng ta có thể dịch đi như trong cái bản tiếng Việt, nhưng mà đừng có tách câu ra, nó liên lạc với nhau nha. Dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau, tức là hát và tạo ra những cái giai điệu dâng lên Chúa bằng cái tấm lòng của chúng ta. Cái này có lẽ là một cái gì đó nó hơi lạ đối với anh chị em trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta chưa có thật sự hiểu biết về điều này và chưa có quen. Thường thì chúng ta hát một cái bài hát đã được sáng tác sẵn, chúng ta hát bài hát đó, chúng ta để lòng của chúng ta vào bài hát đó. Nhưng mà trong cái phần hát liên khúc á, thì nó có khác hơn. Đương nhiên tất cả mọi bài hát chúng ta đều hát với tất cả tấm lòng của chúng ta, nhưng mà ở đây á thì sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta làm một cái điều nó khác hơn cái điều chúng ta thường làm, đó là có những cái giây phút mà chúng ta sẽ hát lên những giai điệu xuất phát từ chính tấm lòng của chúng ta. Nó giống như là một cái giây phút ngẫu hứng mà chúng ta đã sáng tác ra một giai điệu hay là một ca khúc gì đó, nó thật sự rất là tuyệt vời. Một suy nghĩ rằng trong tương lai sẽ dành thêm cho chúng ta một chút thời gian ở trong cái phần lời khen thập phượng để chúng ta có thể áp dụng điều này vào. Mục sư đã làm cái điều này rất là nhiều lần ở trong những cái chương trình lời khen thập phượng mà ở đó người ta đã được dạy dỗ rất kỹ về điều này, được huấn luyện về điều này, và người ta đã có một sự thực tập rất là thường xuyên đến nỗi nó trở thành rất là quen thuộc. Lúc đó thì không có một cái bài hát được sáng tác sẵn nào cả, chỉ đơn giản là trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh. Ban nhạc chơi trong sự sức dầu, lúc đó không có ai xin nhau với ai cả, tất cả những người chơi không thể xin nhau gì với nhau cả, nhưng mà nó tạo ra một cái bản nhạc rất là hài hòa, ăn ý, dù như nó dùng cái dòng chảy của Thánh Linh vậy đó. Và lúc đó chúng ta sẽ hát lên những lời cầu nguyện của chúng ta. Thay vì chúng ta cầu nguyện một cách bình thường thì chúng ta sẽ có những nốt nhạc ở trong đó và chúng ta hát lên những cái gì mà trong lòng mình suy nghĩ, và nó rất kỳ diệu. Có những lúc mà chỉ đơn giản một sự hát như thế này: Chúa ơi, con yêu Ngài. Chúa ơi,
con yêu Ngài. Thậm chí mình nghe nó rất là buồn phiền phải không? Mình nghe nó không có chuyên nghiệp gì cả phải không? Nhưng mà trong những cái lúc mà chúng ta trải cả tấm lòng của chúng ta trong cái giai điệu nhạc mà chúng ta nghe đó, mà lúc đó chúng ta chỉ đơn giản hát thay vì chúng ta nói Chúa ơi con yêu Ngài, Chúa ơi con yêu Ngài, Chúa ơi con yêu Ngài. Và thậm chí trong một lúc lâu mình hát đúng một câu đó thôi, nhưng mà nó là một cái gì đó xuất phát từ tấm lòng của mình, và nó rất là kỳ diệu các anh chị em. Và đã rất là nhiều lần tôi được thăm viếng khi tôi hát linh khúc theo cái cách như vậy. Và sẽ có một lúc tôi nghĩ rằng sớm thôi tôi sẽ bắt đầu đưa cái điều này vào để áp dụng vào trong hội thánh. Sẽ có một cái khoảnh khắc thay vì cái thời giờ mà anh chị em được kêu gọi để cầu nguyện cách thông thường, thì lúc đó anh chị em hãy thử áp dụng điều này, hãy thử hát lên dù là những nốt nhạc có vẻ rất là vụng về, không hề chuyên nghiệp gì cả, nhưng mà chúng ta hát bằng cả tấm lòng của chúng ta, thì anh chị em sẽ cảm nhận sự ngọt ngào đến từ Chúa, và nó làm cho cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa được thắt chặt càng hơn. Và rất là ước ao hội thánh của chúng ta sẽ có những thời giờ như thế, chúng ta sẽ cùng nhau hát linh khúc, hát lên những lời cầu nguyện, hát lên tất cả những gì có trong tấm lòng của chúng ta mà chúng ta muốn thưa với Chúa. Amen con chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái ý này liền mạch với nhau. Từ cái chỗ mà lời của Chúa nói rằng đừng say rượu, vì rượu xui cho buông tuồng, hay là ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh chúng ta thấy đó là cái điều trụy lạc. Nhưng hãy đầy dậy Thánh Linh, và chúng ta sẽ dùng những thi thiên, thánh ca và những linh khúc đối đáp với nhau và hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. Và trong mọi việc hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Và đồng thời cái câu thứ 21 ở trong bản Kinh Thánh tiếng Việt nó cũng là một phần liền mạch của phần Kinh Thánh mà tôi đọc hồi nãy giờ, đó là thuận phục nhau vì lòng kính sợ Đấng Christ. À, như vậy thì anh chị em cần phải để ý cái chỗ này để chúng ta áp dụng cho đúng. Chúng ta thường hay thấy các vị mục sư trưng dẫn từ câu 21 để nói về cái việc của vợ chồng đó, vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Nhưng mà không phải nha, cái câu đó nó thuộc về cái mặt ở phía trên. Còn cái phần nói về vợ chồng nó sẽ bắt đầu bằng câu là hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Như vậy thì anh chị em hãy suy nghĩ về cái phần Kinh Thánh liền mạch này để chúng ta thấy được cái ý chủ đạo mà Chúa đang muốn truyền đạt cho chúng ta ở trong buổi sáng hôm nay. Cái câu gọi là câu chìa khóa ở trong cái phân đoạn này chính là đừng say rượu vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dậy Thánh Linh. Vì sao mà chúng ta cần phải kinh nghiệm sự đầy dậy Thánh Linh trong đời sống của chúng ta? Bởi vì nếu như chúng ta không thật sự kinh nghiệm sự đầy dậy Thánh Linh thì chúng ta sẽ sống như người dại dột chứ không phải như người khôn ngoan. Và khi chúng ta không thật sự đầy dậy Thánh Linh thì chúng ta sẽ không biết cách để tận dụng thì giờ, đặc biệt là những ngày tháng của thời kỳ cuối cùng này. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những ngày tháng này là những ngày tháng tăm tối, những ngày tháng mà cái ác nó hoành hành. Và Chúa muốn chúng ta biết cách tận dụng thì giờ để sống cho thật ý nghĩa từng giây phút mà Chúa ban cho chúng ta ngay trong thời kỳ cuối cùng này. Và nếu chúng ta là những con người đầy dậy Thánh Linh thì chúng ta sẽ có đủ sự khôn ngoan của Chúa, và chúng ta có một cái sự tiết chế trong đời sống thật là tốt để chúng ta có thể tận dụng thì giờ để chúng ta sống thật tốt trong những ngày tháng đầy dẫy những khó khăn thử thách này. Và khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta sẽ không còn sống như một người dại dột nữa, và chúng ta hiểu rõ ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa ở đây là chúng ta không say rượu, chúng ta sẽ không để cho mình rơi vào trong tình trạng buông tuồng trụy lạc, nhưng mà chúng ta sẽ sống trong một đời sống đầy dẫy Thánh Linh. Và khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện rất là rõ ràng ở đây. Một đời sống đầy dẫy Thánh Linh không có nghĩa là một người khi mở miệng ra ở trong một buổi nhóm thì chúng ta luôn cố tình để nói ra một cái thứ tiếng gì đó mà người ta gọi là tiếng lạ để tỏ ra mình mạnh mẽ. Một đời sống đầy dẫy Thánh Linh cũng không có nghĩa
là trong một buổi nhóm chúng ta cười lên một cách sảng khoái hay là chúng ta khóc một cách kỳ quặc. Có nhiều người họ đã có những sự định nghĩa về sự đầy dẫy Thánh Linh khác nhau, nhưng mà tự trung nó không đúng với những gì mà Kinh Thánh dạy. Tôi đã chứng kiến những cái buổi nhóm mà từ đầu đến cuối người ta cười như nắc nẻ, cười lăn, cười bò, cười một cách rất là khó hiểu. Và cả buổi nhóm đó không ai tập trung vào lời của Chúa cả. Tất cả cứ cười, ôm bụng cười. Và người ta nói rằng đó là một buổi nhóm đầy dẫy Thánh Linh. Họ cho rằng Thánh Linh đang vận hành và tất cả mọi người đang được sức dầu vui mừng. Cho nên người ta cười không thể dừng lại được, cười đến nỗi mà người ta bỏ qua lời của Chúa. Và người ta không cần phải nghe lời của Chúa nữa. Cười đến nỗi mà trong lúc đang ngợi khen thờ phượng Chúa mà người ta cứ cười. Tôi không nghĩ rằng đó là những biểu hiện của sự đầy dẫy Thánh Linh. Rất có thể một lúc nào đó Chúa Thánh Linh cho chúng ta cười. Rất có thể là chúng ta đã trải qua những cái tháng ngày mà chúng ta chưa bao giờ cười. Chúng ta đầy dẫy những sự khốn khổ ở trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta buồn bã, chúng ta âu sầu, chúng ta bị căng thẳng bởi quá nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Và rất có thể một lúc nào đó khi Chúa Thánh Linh thăm viếng chúng ta thì chúng ta được Chúa cho chúng ta cười giống như một sự giải tỏa những cái ức chế gì đó ở trong chúng ta. Và tôi thật với anh chị em là đã có những lúc tôi kinh nghiệm sự thăm viếng đó và tôi đã cười, nó rất là sung sướng, nó thật sự sung sướng. Và thậm chí có một lần nào tôi cũng đã chứng kiến vợ của tôi được Chúa thăm viếng và vợ tôi cười trong suốt một khoảng thời gian nhất định và cái gương mặt thật là rạng rỡ, cái nụ cười đó nó thật là tuyệt vời. Tôi có thể đoán chắc là nó đến từ thiên đàng. Và quả thật sau đó vợ của tôi đã làm chứng lại rằng vợ tôi được Chúa thăm viếng và vợ tôi đã cười một cách rất là thoải mái và nó giống như một cái điều gì đó rất là tuyệt vời mà Chúa ban cho để giải tỏa những cái ức chế ở trong đời sống của vợ tôi. Và cũng có những lúc khi mà Chúa thăm viếng chúng ta khóc rất nhiều. Bình thường chúng ta rất là khó khóc và giống như có cái gì đó chai lì ở trong chúng ta, có cái gì đó đang ngăn trở chúng ta và chúng ta không cảm nhận được cái gì cả và thật là khó khóc trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng có những giây phút đặc biệt mà khi Chúa Thánh Linh thăm viếng chúng ta sẽ tan vỡ tấm lòng ra và chúng ta khóc một cách rất là tự nhiên. Và cái sự khóc đó cũng đem lại sự giải tỏa cho chúng ta. Sự cười hoặc là khóc mà đến từ Chúa Thánh Linh đều đem đến sự giải tỏa cho chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy rất là sung sướng khi chúng ta được cười và được khóc trong Thánh Linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong suốt một buổi nhóm người ta chỉ toàn là cười hoặc là khóc và chúng ta không có lời Chúa, không có một cái gì cả. Chúng ta phải hết sức cẩn thận về điều này, hết sức quân bình về điều này. Hãy rất là cẩn thận để chúng ta không bị những cái linh giả mạo nó đến và nó lừa dối chúng ta. Chúng ta sẽ không bị những cái gọi là thần cảm giả mạo dẫn dụ chúng ta đi vào một cái trạng thái sai trật. Cũng như nhiều người cho rằng một buổi nhóm đầy dẫy Thánh Linh thì tất cả mọi người phải ngã rạp ra hết, phải ngã la liệt ra hết và thậm chí người ta co giật, người ta sùi bọt mép gì đó. Rất có thể trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh, những người mà có quỷ ở trong đời sống của họ thì quỷ lúc đó nó lộ diện ra. Và đó là lý do vì sao có những người sẽ ngã ra, sùi bọt mép, rồi co giật gì đó. Và sau đó bởi sự giúp đỡ của các đầy tớ Chúa thì họ được giải phóng, quỷ lìa khỏi họ, họ tỉnh táo trở lại và mặt mày họ sáng sủa trở lại. Những trường hợp đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chúng ta đừng bao giờ yên trí rằng khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta phải ngã ra, thì chúng ta phải bị sùi bọt mép hay là chúng ta phải co giật. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy, thưa anh chị em. Chúng ta phải rất là quân bình trong sự hiểu biết về Chúa Thánh Linh và về sự đầy dẫy Thánh Linh. Ở trong công vụ chương 2, chúng ta hãy mở ra một lần nữa và sau đó chúng ta sẽ liên kết với cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc từ hồi nãy giờ để chúng ta thấy đâu mới thật sự là những biểu hiện chắc chắn của những con người kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh. Bây giờ chúng ta mở ra một lần nữa nha. Tôi muốn đảm bảo rằng anh chị em hiểu một cách thấu đáo. Công vụ chương 2 từ câu 42 cho đến hết chương, tôi sẽ đọc lại một lần nữa và giải thích một lần nữa để anh chị em hiểu một cách thấu đáo. Tôi muốn đảm bảo rằng anh chị em sẽ không bị lầm lẫn. Và khi anh chị em đặt lòng khao khát thì sẽ đặt lòng khao khát đúng chỗ và sẽ nhận được chính xác điều mà Cha Thiên Thượng đã hứa với chúng ta. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em, lễ bái bánh và sự cầu nguyện.
mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem xét vào Kinh Thánh này để chúng ta có thể biết chắc về những biểu hiện thật của những con người được đầy dạy thánh linh. Thứ nhất, chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ. Bình thường chúng ta thấy rằng chúng ta bị quá nhiều sự ngăn trở, chúng ta dễ buồn ngủ, chúng ta dễ lo ra, chúng ta dễ bị phân tâm, chúng ta thường rất khó chú tâm vào lời của Đức Chúa Trời. Mà nói là chuyên tâm vào lời của Chúa thì lại càng không. Ở đây chúng ta thấy rằng những tín hữu của hội thánh đầu tiên, tôi nghĩ rằng có thể không phải 100% những con người trong hội thánh đầu tiên này là những người đầy dạy thánh linh, nhưng mà tôi tin rằng đa số những con người này là những người đầy dạy thánh linh và họ có những biểu hiện rất là thực tế. Họ chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, có một cái sự yêu mến lời Chúa, có một sự khao khát lời của Chúa và từ đó mà dẫn đến cái sự chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ. Ở đây nói rằng chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, điều đó có nghĩa là họ đã lắng nghe một cách rất cẩn thận, họ lắng nghe, họ hiểu, họ tin và từ đó dẫn đến sự chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ. Lời của Chúa thông qua sự giảng dạy của các sứ đồ được tôn trọng một cách rất đặc biệt. Và đây chính là biểu hiện đầu tiên của những con người đầy dạy thánh linh. Rồi gì nữa? Họ giữ mối thông công với anh em. Mối thông công giữa các thành viên của hội thánh là rất quan trọng. Khi một người bước đi trong sự đầy dạy thánh linh thì họ không thể nào coi thường cái mối thông công, cái mối liên hệ với các tín hữu khác ở trong hội thánh. Cho nên chị em thấy này, một người tín hữu mà càng xác thịt thì họ càng coi thường cái mối thông công, cái mối quan hệ giữa họ với các thành viên khác trong hội thánh. Đó là lý do vì sao họ rất là dễ rời bỏ hội thánh, thậm chí vì những lý do mà không thể được gọi là lý do, những lý do không chính đáng một chút xíu nào cả. Nhưng mà những người bước đi với thánh linh, họ ở trong sự đầy dạy thánh linh thì họ rất là tôn trọng cái mối thông công đó, họ rất là kháng khích với hội thánh. Và những người đó có thể nói họ rất khó lòng mà bỏ hội thánh. Nếu mà họ phải rời bỏ hội thánh thì đó là cái chuyện gì đó rất là khủng khiếp, có sự băng hoại gì đó, cái gì đó tệ hại lắm, đặc biệt là người lãnh đạo đó trở nên bất chính như thế nào đó họ mới rời bỏ hội thánh, chứ bằng không họ không có rời bỏ hội thánh đâu. Anh chị phải để ý điều đó. Rồi cái biểu hiện tiếp theo của những con người để dạy thánh linh là gì? Họ giữ lễ bẻ bánh. Lễ bẻ bánh ở đây là gì anh chị em? Chính là tiệc thánh. Tôi hỏi anh chị em một câu, mỗi lần anh chị em giữ tiệc thánh thì anh chị em có cảm nhận cái sự linh thiêng ở trong tiệc thánh không? Anh chị em có cảm nhận được tình yêu của Chúa không? Cái sự ngọt ngào, anh chị em cảm nhận điều đó. Tiệc thánh thật là tuyệt vời. Tôi không biết những anh chị em còn lại như thế nào, nhưng bản thân của tôi mỗi một lần dự tiệc thánh là một lần mà trái tim của tôi cảm động một cách rất là sâu xa. Mỗi một lần mình cảm nhận mình yêu Chúa nhiều hơn, mình cảm nhận được tình yêu của Chúa, mình yêu Chúa nhiều hơn, mình yêu anh chị em của mình nhiều hơn. Và mình có một cái sự giúp giấy ở trong lòng để có thể ra đi, rao sự chết của Chúa cho tới lúc ngày đến. Những con người mà đầy dạy thánh linh thì họ sẽ có chung một cảm nhận như vậy. Và ở đây nói rằng giữ sự cầu nguyện nữa. Sự cầu nguyện, nếu mà chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc những cái chỗ mà nói về sự cầu nguyện của hội thánh đầu tiên. Và anh chị em sẽ thấy rằng nó rất là tuyệt vời. Cái sự cầu nguyện của hội thánh đầu tiên là một sự cầu nguyện mạnh mẽ và nó đem lại sự rung động. Anh chị em hãy mở ra ở trong Công vụ chương 4. Chúng ta mở ra Công vụ chương 4, câu 31. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rung động, mọi người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Đó là sự cầu nguyện của hội thánh đầu tiên. Anh chị có khao khát hội thánh chúng ta có thể kinh nghiệm được một cái bầu không khí cầu nguyện như thế này không? Hãy khao khát điều đó không chị em? Những con người bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, những con người đầy dạy Thánh Linh sẽ càng
theo đầy dạy Thánh Linh trong đời sống của họ, và sự đầy dạy Thánh Linh đó sẽ liên tục. Bởi vì cái đời sống cầu nguyện của họ rất là đặc biệt. Họ có một trái tim cầu nguyện, họ có một khát vọng, họ có một ngọn lửa của sự cầu nguyện. Và khi họ nhóm kéo lại, họ biết họ sẽ cầu nguyện về điều gì, họ đang cứu mang cho điều gì. Và khi họ mở miệng ra với tất cả lòng chân thành, với tất cả nhiệt huyết của họ, thì cái lời cầu nguyện đó ở trong sự hiện nhất nó vốn đã tạo nên sự rung động rồi, đúng không chị? Anh chị em nghĩ rằng nếu tất cả mọi người đều mạnh mẽ cầu nguyện, nó có tạo nên sự rung động trong phòng nhóm không? Có. Và dĩ nhiên khi mà Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện đó, Chúa hài lòng, thì Chúa Thánh Linh sẽ hành động cách mạnh mẽ và thêm một sự rung động nữa trong phòng nhóm đó. Và sự rung động này được tạo nên bởi sự vận hành của chính Chúa Thánh Linh. Amen không chị em? Chúng ta có khao khát một cái sự cầu nguyện như thế này trong hội thánh của chúng ta không? Hãy khao khát điều đó, nó sẽ rất là tuyệt vời thưa anh chị em. Và đằng sau mỗi một buổi cầu nguyện như vậy, tôi tin chắc rằng sẽ có rất là nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra thưa anh chị em. Amen. Thậm chí ngay trong cái buổi nhóm cầu nguyện đó sẽ có những phép lạ giải cứu, phép lạ chữa lành tập thể xảy ra, và nhiều công việc lạ lùng của Chúa được xảy ra. Bởi vì Chúa nhìn thấy những tấm lòng cầu nguyện. Amen không? Amen. Chúa ao rằng sự cầu nguyện của hội thánh của chúng ta bởi sự thăm viếng của Chúa sẽ được cải thiện một cách đáng kể trong những ngày tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy điều gì nữa? Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa làm nhiều dấu kỳ, phép lạ, nhiều phép màu được xảy ra. Như vậy thì ở trong sự đầy dạy Thánh Linh đó, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để kinh nghiệm những phép màu, những dấu kỳ phép lạ được xảy ra giữa vòng chúng ta. Amen. Amen. Và tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chúng. Đây là gì? Đây chính là tình yêu thương mà người ta đang đối xử với nhau ở trong hội thánh đầu tiên. Anh chị hãy suy nghĩ điều này. Nếu như người ta không có tình yêu thương, nếu như người ta không có một cái suy nghĩ vì đại cuộc, thì người ta có thể nào bán hết tất cả tài sản của họ, rồi đặt dưới chân các sứ đồ, để rồi cuối cùng có cái sự phân phát như thế nào đó, để rồi tất cả những cái tài sản từ cái sự sở hữu riêng đó nó trở thành một cái tài sản chung để tất cả mọi người cùng chia sẻ với nhau? Nếu không có tình yêu thương, chuyện đó có thể xảy ra được không? Không. Tôi chắc chắn với anh chị em rằng những người nghèo sẽ rất nô nức để tham gia cái chuyện này, bởi vì họ chả có cái gì đó, đúng không? Mấy anh mà gọi là trắng tay họ đang thiếu nợ nó càng khoái nữa. Anh chị rồi vui nè, đúng không anh chị em? Nhưng mà tôi hỏi anh chị em, mấy người mà giàu có họ, nếu mà họ không có tình yêu thương, họ muốn chơi trò này không? Không. Họ sẽ ngu gì? Tự nhiên mình giàu có quá chừng luôn, tiền bạc mình quá chừng, bây giờ chơi cái trò bán ra rồi chia cho mấy thằng nghèo cũng giống nhau hết. Tự nhiên mấy thằng nghèo nó được hưởng, nó được ăn ké từ cái tài sản của mình. Không chịu. Đúng không anh chị em? Nếu mà không có tình yêu thương thì người ta sẽ không có chịu điều đó đâu. Nhưng mà rõ ràng khi mà người ta bước đi trong tình trạng đầy dạy Thánh Linh, thì tôi có thể cảm nhận rằng tình yêu của Chúa dâng tràn ở trong tấm lòng mà người ta không còn tính toán với nhau nữa, nhưng mà người ta sẵn sàng để chia sẻ cho nhau. Điều đó thật là tuyệt vời, phải không anh chị em? Amen không? Khi mà anh chị em có tình yêu thương của Chúa, anh chị em thấy là mình dễ dàng san sẻ cho người khác không? Có không? Còn khi mà mình không có tình yêu thương thì lúc nào mình cũng tính cho bản thân mình, đúng không? Lúc nào mình cũng tính cho bản thân mình hết. Và kể cả khi mình thấy những người xung quanh mình đang rất ngặt nghèo, đang rất túng thiếu, đang rất khó khăn, đang rất cần sự giúp đỡ của mình, thì mình cũng rất là dễ để làm ngơ, chỉ đơn giản là vì mình thiếu tình yêu thương. Nhưng mà khi tình yêu thương của Chúa tràn ngập ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Amen con chị em. Tình yêu càng tràn ngập thì chúng ta càng dễ dàng để sẻ chia, và chúng ta nghĩ đến đại cuộc nhiều hơn là nghĩ đến bản thân của mình. Amen con chị em. Chúng ta muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa được nảy nở, được phát triển. Chúng ta muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa sẽ có đầy đủ tất cả những trang thiết bị. Chúng ta muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa sẽ có đầy đủ kinh phí để trang trải cho tất cả những hoạt động của hội thánh, từ việc thờ phượng Chúa ở trong hội thánh cho đến việc chúng ta đi ra làm công tác từ thiện xã hội, cho đến việc đi ra và rao truyền phúc âm của Chúa. Chúng ta muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa có đầy đủ, thậm chí dư dật tài chánh để làm tất cả những công việc đó. Và những con người có tràn ngập tình yêu của Chúa sẽ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có để thấy đại cuộc của Chúa được thực hiện một cách tốt đẹp. Amen con nhé. Cảm ơn Chúa. Rồi biểu hiện gì nữa nào? Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Ngày nào cũng vậy, Kinh Thánh chép rằng ngày nào cũng vậy. Chúng ta bây giờ mỗi tuần chỉ có một cái buổi thờ phượng gọi là chính thức, nó nằm ở trong buổi sáng Chủ nhật hàng tuần.
Và nếu như buổi thờ phượng nó kéo hơi dài so với thông lệ thì một số người trong chúng ta đã cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thậm chí chúng ta đang làm bầm ở bên dưới. Đúng không? Chúng ta sẽ nói một sư thế này, một sư thế nọ, một sư thế kia, hay là ban ngợi khen thờ phượng thế này, thế nọ, thế khác, thế kia. Chúng ta bắt đầu chỉ trích, bắt đầu lên án, bắt đầu nói đủ thứ. Chúng ta không có một cái sự cảm nhận tốt đẹp gì cả. Bởi vì chúng ta không hòa mình vào trong cái dòng chảy đó, chúng ta đang làm lễ lệ mà thôi. Nhưng mà những người này, ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, và không chỉ ở đền thờ, mà từ nhà này sang nhà khác. Họ cùng nhau làm những cái điều rất là ý nghĩa, cùng nhau dự lễ bẻ bánh, rồi dùng bữa cùng với nhau. Đó là họ vun đắp cho cái mối thông công. Và họ làm tất cả mọi điều đó với lòng vui vẻ chân thành, không phải là vì bị ép uổng. Họ không làm các miễn cưỡng, nhưng họ làm với sự vui vẻ chân thành. Họ có một cái động lực tích cực để làm tất cả những điều đó. Và họ cùng nhau ca ngợi Đức Chúa Trời, họ ngợi khen, họ thờ phượng Đức Chúa Trời, và được ơn trước mặt mọi người. Có những sự ca hát không được ơn trước mặt mọi người, và cũng có những sự ca hát ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời được ơn trước mặt mọi người. Và tôi biết có những nơi mà cái kiểu ca hát của họ không những không nghe dựng ai, không đem lại một ấn tượng tốt đẹp gì ở trong lòng của những người hàng xóm, mà thậm chí làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì chính chúng ta, những người trong cuộc, đôi khi chúng ta đến dự những cái buổi nhóm đó và thấy cái cách thức những người đó ca hát, chúng ta còn cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói gì những người chưa biết Chúa. Nhưng mà cũng có những cái sự ca hát ngợi khen thờ phượng Chúa, nó làm cho những người nghe được những cái âm thanh của sự ngợi khen thờ phượng, họ rất là được khích lệ. Tôi nhớ là khi mà chúng tôi trả cái căn nhà ở bên khu phố 6, anh chị còn nhớ căn nhà đó không? Căn nhà trong cái hẻm chật chật, nhớ không? Vì chúng tôi trả căn nhà đó và chúng tôi chào những người hàng xóm và thông báo với họ rằng là chúng tôi di chuyển đến một địa điểm khác, không còn ở đó nữa. Thì tôi nói thật với anh chị em, lúc đó vợ chồng chúng tôi rất là vui mừng khi mà hầu hết những người mà chúng tôi đến chào họ, họ đều thể hiện một cái sự luyến tiếc thật sự. Họ nói rằng, ôi sao đi uổng quá vậy. Họ nói rằng họ đã lắng nghe những lời ca tiếng hát của chúng ta và họ rất là yêu mến những lời ca tiếng hát đó, họ rất thích luôn. Mặc dù họ là những người chưa tin Chúa, nhưng mà họ cảm nhận được, họ thấy cái cách mà chúng ta ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa, và họ cảm nhận được cái tấm lòng của chúng ta. Và họ yêu thích điều đó mà họ cảm thấy nấn ná, cảm thấy lưu luyến khi mà chúng ta thông báo với họ rằng chúng ta sẽ ra đi. Và bây giờ cũng vậy, tôi có nghe sự phản hồi của một số người hàng xóm. Họ nói rằng họ cũng thích cái sự ca hát ngợi khen thờ phượng Chúa của chúng ta. Và chúng ta tin chắc rằng khi chúng ta ca hát ngợi khen thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng thì Chúa Thánh Linh sẽ vận hành một cách mạnh mẽ và sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra. Amen con chị em. Thậm chí có những người hàng xóm, có những người trong cộng đồng của chúng ta, khi họ nghe được những âm thanh ngợi khen thờ phượng phát ra từ hội thánh chúng ta thì họ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Anh chị có tin điều đó không? Chúa hoàn toàn có thể vận hành và Ngài làm ơn cho ai đó. Hoặc là họ đang có sự bất an gì đó, thậm chí gia đình họ đang lụt đục. Nhưng nếu chúng ta hết lòng ca ngợi thờ phượng Chúa, những âm thanh ngợi khen thờ phượng của chúng ta phát ra và chạm đến lỗ tai của họ, chạm đến trái tim của họ, và rất có thể ngay trong thì giờ đó có ai đó kinh nghiệm được sự bình an của Chúa chạm đến họ, và rồi họ không còn muốn xung đột nữa, và rất có thể lúc đó vợ chồng của họ sẽ làm hòa với nhau. Anh chị tin rằng Chúa có thể làm những phép lạ như vậy trong sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta không? Yeah, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và một cái dấu hiệu nữa rất là quan trọng, mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Thưa anh chị em, một trong những dấu hiệu rất quan trọng của một con người đầy dẫy Thánh Linh, đó là người đó sẽ có cái khả năng lớn hơn để chinh phục những linh hồn cho chính Chúa Giêsu. Anh chị có đồng ý với tôi điều đó? Nếu chúng ta bước đi trong một đời sống đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ rất là dạn dĩ, chúng ta sẽ rất là nôn nã, chúng ta có một ngọn lửa nhiệt thành để có thể nói về Chúa cho người khác, và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để chinh phục những con người, những linh hồn tội nhân cho Chúa Giêsu. Amen con chị. Còn nếu chúng ta không ở trong tình trạng này về Thánh Linh, chúng ta còn nhiều người xác định, thì chúng ta chỉ tập trung vào bản thân của mình thôi. Chúng ta sống vị kỷ, chúng ta không quan tâm đến người khác, chúng ta không cho người khác cơ hội được lắng nghe phúc âm cứu rỗi. Vậy thì làm sao mà người ta có thể dễ dàng mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu được? Những con người đầy dẫy Thánh Linh sẽ là những con người luôn sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội
với tất cả niềm tự hào của họ, với tất cả đức tin của họ, họ mở miệng ra để nói về Chúa. Và chắc chắn một điều, Chúa Thánh Linh sẽ vận hành và cuộc đời con người đó sẽ có cơ hội để chinh phục nhiều người hơn cho Chúa Giêsu. Amen con chị em. Và nếu như hội thánh có nhiều những con người đầy dẫy Thánh Linh như vậy, thì chắc chắn một điều là hội thánh sẽ có thêm người được cứu vào trong hội thánh, sẽ có thêm người mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu. Và đó là lý do vì sao Kinh Thánh chép rằng mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Tôi cầu nguyện rằng hội thánh của chúng ta sẽ có nhiều người kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh bởi lòng tin cậy và khao khát của họ. Và rồi trong năm thứ 7 của hội thánh HTS, chúng ta sẽ thấy có nhiều người hơn được cứu vào trong hội thánh, và những con người đó sẽ được đứng vững ở trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Tôi không thể nào đơn phương làm được điều đó, nhưng tôi cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh sẽ vận hành một cách mạnh mẽ giữa vào hội thánh của chúng ta, và điều đó sẽ xảy ra vì danh vinh hiển của Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta trở về với cái phần Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 5. Nãy giờ thì tôi đang dùng công cụ để giúp chúng ta một lần nữa làm rõ vấn đề đầy dẫy Thánh Linh để chúng ta không bị lầm lẫn. Và bây giờ ở trong thư Ê-phê-sô chương 5, chúng ta sẽ xem xét lời của Chúa. Sau khi lời Chúa nói rằng đừng say rượu vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh, thì những cái vế sau bắt đầu nối tiếp. Một lần nữa tôi nhắc anh chị em là không phải là những câu tách biệt ra bởi một dấu chấm, nhưng tất cả đều nối với nhau bằng những dấu phẩy, có nghĩa là tất cả những cái này nó có sự liên kết với nhau. Như vậy thì tôi tin rằng tất cả những điều được nói sau đó từ câu 19 đều là những biểu hiện của những con người đầy dẫy Thánh Linh, dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau, hết lòng ca ngợi chúc tụng Chúa. Nó có giống với phần Kinh Thánh trong công vụ không? Ở trong công vụ chúng ta thấy mọi người có hết lòng ca ngợi Chúa không? Có không? Ở đây cũng vậy, dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau và hết lòng ca ngợi chúc tụng Chúa. Chắc chắn đây là biểu hiện của những con người đầy dẫy Thánh Linh. Những con người đầy dẫy Thánh Linh, họ rất yêu mến Chúa, họ rất khao khát được ca ngợi, được thờ phượng Chúa. Và những thì giờ mà họ ca ngợi thờ phượng Chúa, có thể nói đó là những giờ phút thiên đàng. Nó thật là ngọt ngào, nó thật là ý nghĩa, nó thật là bổ ích cho cuộc đời của họ. Và họ luôn khao khát, họ luôn háo hức để chờ đợi những thì giờ đó. Tôi ước ao rằng mỗi một anh chị em có mặt trong căn phòng này, mỗi một thành viên trong hội thánh của chúng ta sẽ là những con người háo hức chờ đợi những buổi nhóm ngợi khen thờ phượng Chúa. Bởi vì đó thật sự là tấm lòng của chúng ta. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Và gì nữa, trong mọi việc luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Những con người đầy dẫy Thánh Linh là những con người luôn sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa, tri ân Ngài. Những người đầy dẫy Thánh Linh ở trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời họ, họ luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa. Họ biết rằng Chúa đang tể trị, họ biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn tốt lành, và Đức Chúa Trời sẽ không để cho họ bị chìm ngập trong bệnh tật, bị chìm ngập trong những nan đề. Đức Chúa Trời sẽ không để cho họ bị giết chết, bị vùi dập bởi những nan đề. Nhưng mà trong tất cả mọi hoàn cảnh đó, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ ý thức rằng Đức Chúa Trời của họ là đấng sẽ giải cứu họ, là đấng sẽ chữa lành họ, là đấng sẽ chu cấp cho họ, là đấng sẽ khiến cho họ bước đi và ngẩng cao đầu. Đó là lý do vì sao họ luôn sẵn sàng để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, luôn sẵn sàng nói lời cảm tạ Chúa. Tôi ước ao rằng Chúa Thánh Linh sẽ vận hành một cách mạnh mẽ giữa vòng hội thánh của chúng ta và khiến cho tất cả chúng ta trở thành những con người như thế này. Amen con chị em. Amen. Và còn nữa, thuận phục nhau vì lòng kính sợ đến Christ. À, tôi đã nói lúc nãy rồi, chúng ta cần phải đem cái câu số 21 trong bản dịch tiếng Việt lên trên. Vì kính sợ đến Christ hay thuận phục nhau. À, ở trong các bản Kinh Thánh tiếng Anh, nếu chúng ta thật sự học tiếng Anh, chúng ta hiểu tiếng Anh thì chúng ta sẽ thấy rất rõ điều này. Ở trong bản ESV này thì cái cụm từ đó là như thế này, trong câu 21: Submitting to one another out of reverence for Christ. À, ở đây không có dùng each other. Nếu như đúng là cái câu 21 này là cái câu mà nên nằm ở trong cái phần nói về vợ chồng, thì chắc chắn một điều, cái
cái từ ở đây nó sẽ không phải là to one another, nhưng mà người ta sẽ dùng cái từ là each other, đó là giữa hai người với nhau. Nhưng mà ở trong tiếng Anh á, khi mà người ta dùng one another đó thì phải từ ba người trở lên, là cái ý nghĩa là một cái gì đó với nhau, cho nhau. Thì ở trong cái bối cảnh mà từ ba con người trở lên, họ sẽ dùng one another thay vì each other. Cho nên rõ ràng trong các bản Kinh Thánh tiếng Anh này họ dịch chính xác, và cái câu 21 là cái câu nó thuộc về phần trên chứ không phải thuộc về cái phần bổn phận vợ chồng. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước đi trong sự đầy dạy Thánh Linh, thì một trong những cái biểu hiện rất là rõ ràng của một con người đầy dạy Thánh Linh là sự tôn trọng người khác và luôn luôn sẵn sàng có cái sự thuận phục nhau. Thuận phục nhau này nó có ý nghĩa là ở trong hội thánh của chúng ta có những cái vị trí, có những cái chức vụ mà Đức Chúa Trời đã phân công, đã đặt để, và cần phải có sự thuận phục. Những người ở dưới quyền lãnh đạo của ai đó thì cần phải có sự thuận phục cái quyền lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã đặt để ở trên mình. Đó là trật tự của Đức Chúa Trời. Và khi một người bước đi theo Thánh Linh, một người ở trong tình trạng đầy dạy Thánh Linh, thì họ không thể nào coi thường cái tôn tiên trật tự mà Đức Chúa Trời đã đặt để ở trong hội thánh. Amen con chị em. Amen. Cho nên một hội thánh mà càng xác thịt thì anh chị em sẽ thấy rằng cái sự tôn trọng càng bị kém thiếu, phải vậy không? Hội thánh mà càng đầy những con người xác thịt thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó thiếu sự tôn trọng ở đó. Những tín hữu sẽ rất khó để tôn trọng người lãnh đạo của họ, và khi đó họ rất dễ nổi loạn, rồi họ có thể rời bỏ hội thánh, hoặc là lôi kéo người này người kia rời bỏ hội thánh, hoặc là nếu không rời bỏ thì ngay trong hội thánh họ sẽ chia bè chia đảng để chống đối nhau, để bắn phá nhau. Đó là một hội thánh xác thịt. Nhưng một hội thánh đầy dạy Thánh Linh, một hội thánh mà đa phần là những tín hữu trưởng thành, những con người đầy dạy Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng cái sự tôn trọng được tìm thấy một cách rất là rõ ràng ở đó, đúng không anh chị ạ? Sự tôn trọng những người ở dưới quyền lãnh đạo, tôn trọng người lãnh đạo đã làm rồi, nhưng mà người lãnh đạo cũng sẽ có sự tôn trọng những con người ở dưới quyền lãnh đạo của mình. Tất cả đều có một sự tôn trọng tối thiểu, một sự tôn trọng căn bản dành cho nhau, và có cái sự vâng phục rất là rõ ràng trong cái cơ cấu của hội thánh. Và từ đó chúng ta thấy rằng hội thánh sẽ vận hành một cách rất là tốt đẹp, đúng không chị em? Khi hội thánh không có sự chống đối lẫn nhau, khi hội thánh không chia bè chia phái, không có sự xung đột và chia rẽ, thì lúc đó chúng ta thấy là chúng ta cùng một tiếng nói, chúng ta hiệp nhất trong đức tin, chúng ta cùng một tâm tình, và chúng ta làm cái gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Bởi vì không có sự chống đối thì tất cả mọi người sẽ dễ dàng thực hiện điều đó, đúng không chị em? Khi mà người lãnh đạo đưa ra một cái điều tốt lành nào đó vì đại cuộc, tất cả mọi người sẽ hưởng ứng, tất cả mọi người amen, tất cả mọi người cùng chung tay góp sức, và như thế cái công việc đó sẽ mau chóng được thực hiện một cách tốt đẹp, đúng không chị em? Còn nếu hội thánh xác thịt, hội thánh đầy dẫy những sự chống đối nổi loạn ở đó, thì lúc người lãnh đạo đưa ra bất cứ một điều gì, dường như người ta có khuynh hướng chống đối trước, phải không? Người ta phản kháng, người ta chống đối, và khi người lãnh đạo rao giảng lời của Chúa, không ai cũng amen hết. Thay vì amen thì có nhiều người ngồi dưới cứ sầm sì suốt cái bài giảng đó, và thay vì họ có thể lãnh hội những gì tốt đẹp mà người lãnh đạo của họ đang rao giảng, thì họ đang ngồi ở dưới và xét đoán người lãnh đạo của mình, họ nói xấu người lãnh đạo của mình, và họ làm cho hội thánh càng ngày càng trở nên lỏng lẻo, càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đó là một hội thánh xác thịt. Cho nên chúng ta không muốn rằng hội thánh của chúng ta là một hội thánh xác thịt, đúng không chị em? Chúng ta khao khát là hội thánh của chúng ta sẽ trở thành một hội thánh đầy dạy Thánh Linh, có sự vận hành mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh giữa vòng chúng ta với nhau. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Khi một hội thánh đầy dạy Thánh Linh thì đó là một hội thánh thật sự hạnh phúc. Nó thật sự là một nơi ấm áp để chúng ta đến, để chúng ta về. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Khi một hội thánh đầy dạy Thánh Linh thì những người bị bệnh tật tấn công sẽ không phải lo lắng sợ hãi như cách mà những tín hữu thuộc nhiều hội thánh khác đã biểu hiện. Khi một hội thánh đầy dạy Thánh Linh mà có ai đó bị bệnh tật tấn công thì chúng ta sẽ rất là bình tĩnh. Chúng ta vẫn sẽ đến thờ phượng Chúa ở trong cái cuộc hẹn thiên thượng mà chúng ta có với Chúa và với nhau. Và lúc đó người bị bệnh tật tấn công có thể bước lên và nói rằng: thưa anh chị em, trong những ngày qua tôi bị bệnh tật tấn công, tôi đang bị một chứng ung thư tấn công thôi, nhưng tôi cùng với tất cả anh chị em vững tin rằng Chúa Giêsu của chúng ta là đấng chữa lành. Vì vậy giờ này hỡi anh chị em, hãy cầu nguyện cho tôi, hãy công bố sự chữa lành trên tôi, và tôi tin chắc rằng tôi sẽ được chữa lành hoàn toàn.
Amen con chị em. Đó là hội thánh bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Không có sự lo lắng, không có sự sợ hãi ở đó. Nhưng mà chúng ta tất cả đều vững tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nắm chặt lấy lời hứa của Chúa và chúng ta hiệp ý với nhau để cầu nguyện, để công bố, để làm những điều mà Chúa dạy chúng ta làm. Và chắc chắn chúng ta sẽ thấy những kết quả tốt lành. Anh chị em có tin rằng cái người bị bệnh ung thư tấn công đó sẽ sớm được chữa lành hoàn toàn không? Amen. Và như vậy danh Chúa có được vinh hiển không? Rất vinh hiển. Khi có ai đó cũng là người bệnh ung thư, khi họ hay biết về cái trường hợp của chúng ta, thì lúc đó họ sẽ có một hy vọng, đúng không? Giả sử tôi là người bị bệnh ung thư tấn công và tôi đã được hội thánh cầu nguyện, anh chị em cùng hiệp ý với nhau công bố sự chữa lành cho tôi trong danh Chúa Jesus Christ, bản thân của tôi cũng cầu nguyện, cũng công bố và tất cả hội thánh cùng hiệp với tôi trong điều đó và tôi được chữa lành, thì như vậy những người bệnh ung thư khác khi họ biết câu chuyện của tôi, họ sẽ có một hy vọng, đúng không anh chị em? Họ sẽ nói nào, hãy đến hội thánh thôi, vì ở tại đó chúng ta sẽ tìm thấy một hy vọng, chúng ta hoàn toàn có thể được chữa lành giống như một sư phạm thì ạ. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Hãy khao khát sự đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta hãy trở lại với câu 18 của Ephesians chương 5. Đừng say rượu vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Nói gì chính xác hơn là nhưng hãy đầy dẫy Thánh Linh. Một bên là say rượu và một bên là đầy dẫy Thánh Linh. Ở trên một ý nghĩa chúng ta có thể nói như thế này: một bên là say rượu và một bên say Thánh Linh. Một người say rượu là một người đang chìm ngập ở trong men rượu. Cái men rượu quá nhiều ở trong cơ thể của họ đã khiến cho họ rơi vào trong tình trạng say xỉn và họ không kiểm soát được bản thân của mình nữa. Còn một người say trong Thánh Linh là một người chìm ngập trong sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh, chìm ngập trong từng tư tưởng, từng suy nghĩ, từng sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, và họ để cho Thánh Linh kiểm soát cuộc đời của họ. Điều nào tốt hơn? Tôi hỏi thừa. Chắc chắn say Thánh Linh là điều tốt hơn, chứ không phải là say rượu. Nhưng anh chị em có nghĩ rằng sứ đồ Phaolô chỉ đơn giản muốn nói về sự say rượu không thôi, hay là ông còn muốn nói một cái điều gì đó sâu xa hơn? Nếu như sứ đồ Phaolô phải liệt kê ra thì tôi tin chắc rằng sẽ có rất nhiều điều ông đưa ra ở đây là những điều ngược lại với việc say trong Thánh Linh hay là việc đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng mà ở đây ông đang dùng một cái biểu tượng, một cái hình ảnh. Cái sự say rượu này, anh chị hãy suy nghĩ về nó một chút xíu nha. Khi nào thì người ta dễ dàng rơi vào trong tình trạng say rượu? Anh chị nhìn vào thực tế cuộc sống, vì sao người ta say rượu? Tôi nghe anh chị nói là vui cũng say mà buồn cũng say đó. Vui cũng lấy cái đó làm cớ để mà nhậu rồi say đúng không? Rồi buồn cũng lấy đó làm cớ để mà nhậu nhẹt rồi say đúng không? Nhưng mà tự trung lại thì họ đang muốn tập trung vào cái điều gì? Khi người ta tìm đến rượu mà nhậu cho đến say luôn, thì tôi hỏi anh chị một câu: có ai mà vì người khác, có ai vì người khác mà ở trong tình trạng say rượu không? Hay là họ vì bản thân của họ? Vui mà nhậu cũng là vì bản thân đúng không? Mà buồn nhậu cũng vì bản thân đúng không? Bực tức ghét ai đó nhậu cũng là vì bản thân đúng không? Chứ đâu phải là nhậu vì người khác đâu, có ai đi nhậu vì người khác đâu đúng không anh chị em? Anh chị em có tìm thấy một người nào, cái ông bận nhậu nào mà ông đã từng nói là tôi đi nhậu vì người khác không? Cái đây mấy hôm một sư thấy ở trên TV nói về vấn đề mà thổi nồng độ cồn á, thì có một cái ông đó, ông thể hiện một cái sự chân thành đáng ngạc nhiên. Ông nhậu ông xỉn quắc cần câu rồi công an thổi vô rồi, ông không có cự nữ gì hết á, ông hợp tác với công an, ông rất là ngoan ngoãn, ông hợp tác với công an từ đầu đến cuối luôn. Thậm chí ông còn nói khi người ta quay phim, ông còn nói để mà vợ của ông có thể xem được cái thước phim đó ở trên truyền hình á, ông xin lỗi vợ của ông là bởi vì ông nhậu xỉn ông bị công an phạt, như vậy có nghĩa là ông sẽ tốn một số tiền khá lắm á. Bây giờ mà bị thổi nồng độ cồn mà trong cái tình trạng mà say và quá cần câu vậy, anh chị em nghĩ nó tầm bao nhiêu triệu lên? Phải tầm bao nhiêu triệu? Tôi nghĩ chứ phải 7 triệu á, đúng không anh chị em? Thì tôi nói ít nhất đó mà, ít nhất là 7 triệu. Trong khi đó ổng đâu phải là người giàu có gì, nhìn cái ông đó thì thấy có vẻ ổng khó khăn, nhưng mà
ổng thú nhận luôn, ổng nói với lại mấy người công an, ổng nói là chú là chú nói thiệt, chú là chú nghiện rượu, chú mà không có rượu là không được, tay chân chú run lẩy bẩy à, cho nên ngày nào ít nhiều gì chú cũng phải uống rượu hết á, ổng nói thẳng công an luôn à. Rồi ổng sẵn sàng tinh thần là về, ổng nói tôi về tôi sẽ thú thật với lại vợ của tôi là tôi nhậu xỉn và tôi bị công an phạt. Mình thấy có vẻ chân thành đó, nhưng mà mình thấy là cái con người này là cái con người mà đã nghiện rượu. Và có phải là vì vợ, vì con mà nghiện rượu không? Không hề. Tất cả là vì mình đó, đúng không? Vì mình, vì những cảm xúc của mình, vì những cái suy nghĩ sai lệch gì đó của mình, buồn vui gì không biết, tất cả cũng vì mình. Mình tìm đến với rượu, mình nhậu cho nó say, rồi mình nhậu từ ngày này qua ngày nọ cho đến mức độ là nghiện ngập, cho đến mức độ mà không có rượu thì tay chân run lẩy bẩy. Ở trong thực tế tôi đã gặp những người như vậy rồi, anh chị em gặp chưa? Gặp những cái người mà không có rượu là không được á, là tay chân họ run lẩy bẩy á, anh chị em gặp chưa? Nhiều đúng không? Rõ ràng là họ đã bị nghiện ngập cách rất là nặng nề, và giống như có cái linh nghiện ngập nó trói buộc họ, và những người đó chắc chắn phải trải qua một tiến trình giải cứu, nếu không thì họ không bao giờ có thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn oan nghiệt đó đâu. Anh chị em thấy rằng những người mà say rượu là những người vì mình, nhưng mà những người đầy dẫy thánh linh họ có sống vì mình không hay là họ sống vì người khác? Có một sự khác biệt căn bản giữa một người say rượu hoặc là say những cái gì đó trong thế gian này và một người đầy dẫy thánh linh. Nếu như bạn say bất cứ một thứ gì ở trong thế gian này thì cam đoan với bạn rằng tất cả đều là vì bạn hết, đúng không? Bạn muốn thỏa mãn những cái cảm nhận của bạn, những cảm xúc của bạn, bạn muốn thỏa mãn những cái tham vọng, những cái ý riêng của bạn, nhưng bạn không suy nghĩ đến người khác. Nhưng khi một người say thánh linh, nhưng khi một người đầy dẫy thánh linh, nhưng khi một người bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh mỗi ngày, thậm chí từng giây từng phút, thì người đó luôn luôn nghĩ về những người xung quanh mình, luôn luôn vì lợi ích của những người xung quanh của mình mà hành động, luôn luôn vì đại cuộc mà hành động. Đó là sự khác biệt căn bản giữa một người say rượu và một người say Đấng Thánh Linh. Thưa anh chị em, hãy nói với người bên cạnh rằng đừng say rượu. Bà nói tiếp, nhưng hãy đầy dẫy Thánh Linh. Có lẽ hầu hết những người trong căn phòng này, và có thể là 100%, không có ai say rượu cả. Nhưng rất có thể chúng ta đang say một cái điều gì đó, về mặt bản chất nó cũng giống như rượu. Chúng ta đang say một cái gì đó mà nó có thể thỏa mãn cái tôi của chúng ta. Chúng ta đang say một cái gì đó mà nó có thể thỏa mãn xác thịt của chúng ta. Có thể bạn không say rượu nhưng mà bạn nghiện thuốc lá, đúng không? Có thể bạn không say rượu, không nghiện thuốc lá nhưng mà bạn nghiện ma túy. Có thể bạn không say rượu, không nghiện thuốc lá, không nghiện ma túy nhưng mà bạn nghiện tình dục bất chính. Và có những người không có rơi vào trong bất cứ cái thứ gì giống như tôi liệt kê nãy giờ, nhưng mà họ lại rất là nghiện kiếm tiền. Tôi biết có những người rất là nghiện kiếm tiền, thật sự phải dùng cái từ nghiện. Họ kiếm tiền một cách không mệt mỏi. Và thậm chí có một người thân ở trong dòng họ của tôi nghiện kiếm tiền đến cái mức độ như thế này. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của ông ấy rất là tồi tệ, và ông ấy cần phải nhập viện gấp để mổ mấy cái đốt sống, bởi vì nó bị xẹp, nó bị thoát vị đĩa đệm gì đó. Và ông ấy nói rằng ông ấy không thể nào đi bộ được 15 bước chân. Nhưng mà ông ấy nói với tôi rằng, nhưng là nếu cần tiền, cần phải kiếm tiền thì tao vẫn phải cố lên để mà đi. Anh chị thấy nghiện kiếm tiền đến mức độ gì không? Đến mức độ bình thường, nếu mà không dính líu gì đến tiền, nó không có động lực là kiếm tiền thì không thể nào đi bộ 15 bước chân, bởi vì thấy khó khăn vô cùng, đau đớn vô cùng. Nhưng mà nói với tôi rằng, nhưng mà nếu cần phải kiếm tiền thì tao phải cố lên mà đi. Anh chị thấy đó, người thì say rượu, người thì nghiện thuốc lá, người thì nghiện ma túy, người thì nghiện tình dục bất chính, người thì nghiện kiếm tiền, rồi có những người thì có những cái kiểu nghiện khác nhau muôn hình vạn trạng. Tóm lại một điều, đó là những con người yêu mến thế gian này. Chúng ta hãy mở thời gian thứ nhất ra để xem lời Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì. Thời gian thứ nhất, chương 2,
từ câu 15. Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Amen. Làm sao mà chúng ta có thể kinh nghiệm sự đầy dạy Thánh Linh nếu như chúng ta không yêu mến Thánh Linh, nếu như chúng ta không khao khát chính Ngài ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta cần phải có một cái tấm lòng yêu mến Thánh Linh và có một tấm lòng khao khát Thánh Linh, thưa anh chị em. Chỉ khi nào mà chúng ta thật sự yêu mến, khao khát Ngài thì chúng ta mới có cơ hội được đầy dạy chính Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Tại sao mà người ta trở nên nghiện rượu? Bởi vì người ta đã đi đến chỗ yêu mến rượu. Tại sao mà người ta nghiện ma túy? Bởi vì người ta đã đi đến chỗ là yêu thích ma túy. Tại sao mà người ta nghiện thuốc lá? Bởi vì người ta đã đi đến cái chỗ là yêu thích thuốc lá. Tại sao mà người ta lại rơi vào tình trạng nghiện ngập tình dục vô lớn? Bởi vì họ đã đi đến cái chỗ là yêu thích cái điều đó. Tại sao mà nhiều người họ lại trở nên một cái người nghiện kiếm tiền? Bởi vì họ đã trở thành một con người yêu thích tiền bạc, và rồi họ bị chìm đắm ở trong việc tìm kiếm tiền bạc, hoặc là công danh sự nghiệp, hoặc là bất cứ một cái điều gì đó trong thế gian này. Chúa không muốn chúng ta yêu mến thế gian này. Anh chị em đừng hiểu lầm, khi mà lời của Chúa nói rằng chúng ta đừng phải yêu mến thế gian thì có nghĩa là chúng ta phải lánh xa những cái người có tội ở trong thế gian này, có phải vậy không? Phải vậy không? Chúng ta đừng có hiểu lầm hai khái niệm này nha. Một mặt Chúa muốn chúng ta yêu mến những tội nhân ở trong thế gian này để rồi chúng ta trở thành một công cụ của Chúa để đem phúc âm cứu rỗi của Chúa đến cho những con người đó, để giúp cho họ thoát ra khỏi tình trạng hư mất. Nhưng mà ở đây khi mà Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta đừng có yêu mến thế gian, điều đó có nghĩa là chúng ta đừng có yêu mến cái hệ thống, cái cách tư duy, cách suy nghĩ, những cái gì mà những người tội lỗi trong thế gian này đang hướng tới. Anh chị em phải phân biệt rõ ràng điều đó. Chúng ta ghét tội lỗi và chúng ta yêu tội nhân. Đó là cách của Đức Chúa Trời, phải vậy không? Đức Chúa Trời yêu tội nhân nhưng mà Ngài ghét tội lỗi. Và vì yêu tội nhân cho nên Ngài sẵn sàng hy sinh con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, để có thể mở ra một cơ hội, để có thể mở ra một con đường sống cho cả nhân loại. Chúa yêu tội nhân nhưng mà Chúa ghét tội lỗi. Như vậy thì anh chị em phải hiểu như thế nhé. Chúng ta sẵn sàng đem đến những cơ hội cho những con người trong thế gian này, dù cho họ có tội lỗi, họ xấu xa như thế nào đi nữa, vì tình yêu thương chúng ta sẽ đem đến những cơ hội của Chúa cho họ. Nhưng chúng ta sẽ không thỏa hiệp với cái tư tưởng của họ, chúng ta sẽ không thỏa hiệp với những niềm tin sai lầm của họ, chúng ta sẽ không thỏa hiệp với những sự ham muốn xấu xa của họ. Chúng ta ghét những điều đó, chúng ta quyết định khước từ những điều đó, loại bỏ những điều đó ra khỏi con người của chúng ta. Amen không chị em? Như vậy thì đừng say rượu, đừng say mê, đừng yêu mến bất cứ một cái thứ gì sai trật ở trong thế gian này. Nhưng chúng ta hãy trở nên những con người yêu mến Chúa Thánh Linh, hãy trở nên những con người khao khát Chúa Thánh Linh. Amen. Và hãy trở nên những con người khao khát được đầy dạy Thánh Linh, bởi vì lời Chúa nói rằng hãy đầy dạy Thánh Linh. Amen anh chị em? Amen. Hãy nói với người bên cạnh một lần nữa rằng hãy đầy dạy Thánh Linh. Khi Kinh Thánh nói với chúng ta rằng hãy đầy dạy Thánh Linh thì điều đó có khả thi với chúng ta không? Điều đó có thể xảy ra với chúng ta không? Nếu không thể xảy ra thì Kinh Thánh sẽ không bao giờ nói rằng hãy đầy dạy Thánh Linh, phải không anh chị ấy? Nếu mà nó khó như vậy thì có lẽ lời của Chúa sẽ nói rằng hãy lăn lộn, hãy khóc lóc, hãy vật vã, hãy nằm vạ, hãy làm gì nài nỉ, năn nỉ, kêu xin gì đó, dậy đành đạch gì đó thì may ra cho ngươi. Chắc Kinh Thánh sẽ nói vậy. Nhưng mà không, tôi có một tin vui cho tất cả chúng ta. Sự đầy dạy Thánh Linh luôn luôn sẵn sàng để được hình thành ở trong chính đời sống của chúng ta. Và tôi nói với anh chị em rằng Cha Thiên Thượng có một lòng khao khát, Ngài đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Ngài chờ đợi
để có thể nhìn thấy những con người tin cậy và khao khát. Ngài chờ đợi để có thể nhìn thấy những con người yêu mến Chúa Thánh Linh, yêu mến sự đầy dẫy Thánh Linh, những con người khao khát kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh không chỉ một lúc trong cuộc đời mình mà là cả cuộc đời của mình. Ngài đang chờ đợi để nhìn thấy những con người đó, và Ngài sẽ xem đó là một cái cớ đầy thuyết phục để Ngài có thể tuôn đổ Thánh Linh Ngài xuống trên chúng ta, thưa anh chị ạ. Có thể nhiều người trong chúng ta suy nghĩ rằng tại sao tới giờ phút này mà tôi vẫn chưa được đầy dẫy Thánh Linh? Tại sao cho tới giờ phút này mà Chúa vẫn chưa làm điều đó cho tôi? Nhưng anh chị em không biết rằng Chúa đã chờ đợi để có thể tuôn đổ Thánh Linh trên chúng ta từ rất lâu. Nhưng bởi vì Ngài vẫn chưa tìm được một cái cớ để có thể tuôn đổ Thánh Linh trên chúng ta, tôi muốn anh chị em hiểu một điều như thế này: Chúa không muốn tuôn đổ Thánh Linh hoặc là những điều tốt đẹp ở trong Ngài một cách vô tội vạ ở trên chúng ta. Chúa làm bất cứ một điều gì cũng có những cái lý do chính đáng của Chúa, có những cái cớ xác đáng. Chúa có dư dật tất cả những điều tốt đẹp để ban cho cuộc đời của chúng ta, nhưng mà không phải tự nhiên mà Ngài tuôn đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta. Ngài luôn tìm kiếm những con người có tấm lòng, thưa anh chị em. Ngài luôn tìm kiếm những con người khao khát. Đó là lý do vì sao mà Chúa nói rằng Chúa rót nước trên người khát khao cho suối chảy nơi đất khô hạn. Ngày nào mà chúng ta còn chưa khao khát, ngày nào mà chúng ta còn chưa ý thức mình là một mảnh đất khô hạn cần một cơn mưa, thưa anh chị em, ngày đó chúng ta sẽ vẫn chưa thể nào kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh. Anh chị em còn nhớ những câu hát này không? Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài. Làm từ má tâm linh đang mòn mỏi, lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài. Làm đã khát tâm lòng đang khát khao. Chúng ta phải thật sự ý thức rằng tâm lòng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta đang khô hạn. Chúng ta cần cơn mưa Thánh Linh tuôn đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta cần phải ý thức rằng mình yếu đuối. Chúng ta cần phải ý thức rằng chúng ta cần Chúa từng giây từng phút, thưa anh chị em. Một số người đã lầm khi nghĩ rằng chỉ có những người ở trong Kinh Thánh này mới cần sự đầy dẫy Thánh Linh. Còn chúng ta ngày hôm nay không cần sự đầy dẫy Thánh Linh. Có nhiều người đã nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta có tất cả những phương tiện hiện đại. Ngày hôm nay chúng ta không thiếu lương thực thực phẩm. Ngày hôm nay chúng ta không thiếu các bác sĩ giỏi. Ngày hôm nay chúng ta không thiếu những nền y học tân tiến. Ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ tất cả những gì chúng ta cần. Và đó là lý do vì sao chúng ta không quan tâm đến Thánh Linh. Chúng ta không quan tâm đến sự đầy dẫy Thánh Linh. Nếu ai suy nghĩ như vậy thì tôi nói thật với anh chị em rằng anh chị em đã làm to rồi. Chính trong ngày hôm nay, chính trong cái thời đại này, chúng ta cần Thánh Linh hơn bao giờ hết, thưa anh chị em. Chúng ta cần sự đầy dẫy Thánh Linh hơn bao giờ hết, thưa anh chị em. Tại sao như vậy? Tại sao chính trong ngày hôm nay, chính trong thời đại này, chúng ta cần Thánh Linh hơn bao giờ hết, chúng ta cần sự đầy dẫy Thánh Linh hơn bao giờ hết? Bởi vì ngày hôm nay, ngay trong thời đại này, có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều sự tấn công của ma quỷ, có quá nhiều áp lực, có quá nhiều điều đang đè nặng trên đôi vai của chúng ta, và chúng ta không thể dễ dàng đứng vững, chúng ta không thể dễ dàng vượt qua, chúng ta không thể dễ dàng chiến thắng nếu như chúng ta không thật sự bước đi theo Thánh Linh, nếu như chúng ta không được đầy dẫy chính Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Ngài. Anh chị em hãy suy nghĩ về một chứng bệnh cảm cúm thôi. Một số anh chị em trong hội thánh chúng ta trong những ngày qua đã đối diện với chứng bệnh cảm cúm hay một cái gì đó tương tự như vậy, phải không? Và có những lúc chúng ta thở không nổi, đúng vậy không? Có những lúc chúng ta thở không nổi, có những lúc chúng ta ngủ không được chỉ vì những cơn ho dai dẳng. Chúng ta không ngủ được, chúng ta thức trắng đêm bởi vì nó cứ ho. Và chúng ta mặc dù rất muốn ngủ nhưng không ngủ được, và chúng ta cảm thấy uể oải, mệt mỏi trong cơ thể, chúng ta không muốn làm cái gì nữa. Có những người đã bị mê sản, có những người đã phải la hét lên, chịu không nổi. Nó chỉ là một chứng bệnh cảm cúm thôi, thưa anh chị. Còn biết bao nhiêu thứ bệnh khác nữa mà Kinh Thánh đã tiên báo rằng những thứ đó
nó sẽ đổ ập xuống trên nhân loại này trong thời kỳ cuối cùng. Và còn nhiều thứ khác nữa. Ngoài dịch bệnh ra còn đói kém, còn chiến tranh, tội lỗi càng ngày càng gia tăng, tình yêu trong nhiều người nguội dần. Có quá nhiều nan đề trong thời đại ngày hôm nay. Và tôi xin thưa với anh chị em rằng, khi chúng ta càng đối diện với nhiều nan đề, càng nhiều sự khó khăn trong cuộc sống, khi chúng ta càng ở trong nghịch cảnh, thì chúng ta càng cần Chúa Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta càng cần sự đầy dẫy Thánh Linh. Bởi vì khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, thì những xác thịt ở trong chúng ta sẽ bị loại bỏ ra. Amen con chị ấy. Những sự yếu đuối trong chúng ta bị loại bỏ ra. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, những sự ngu dại ở trong chúng ta bị loại bỏ ra. Và sự khôn ngoan của Chúa ở đó với chúng ta. Amen con chị ấy. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, những sự hèn nhát sẽ bị loại bỏ khỏi chúng ta. Và chúng ta trở nên những con người can đảm và dũng cảm. Amen con chị ấy. Tôi thấy báo chí đang ca ngợi một vài người thanh niên, trong đó có một người thanh niên tôi xem trên TV, thì khi cái trận cháy xảy ra ở khu nhà trọ đó thì có khoảng 14 người chết, thì có một người thanh niên đã dũng cảm trèo lên và đập cố đập tường để có thể giải phóng những người mà sắp sửa bị chết cháy ở trong đó. Sự can đảm và dũng cảm là điều cần thiết trong cuộc sống, phải không anh chị em? Anh chị em muốn sống xung quanh những kẻ hèn nhát, hay anh chị em muốn sống xung quanh những con người rất can đảm và dũng cảm? Chúng ta muốn sống xung quanh những con người can đảm và dũng cảm, đúng không anh chị em? Bởi vì sống với những con người đó, chúng ta cảm thấy an toàn hơn, đúng không anh chị em? Chúng ta rất dễ được giúp đỡ khi mà chúng ta rơi vào một cái tình trạng khó khăn nào đó. Còn nếu chúng ta sống xung quanh những kẻ hèn nhát thì chúng ta chỉ có dễ bị ám hại, dễ bị bỏ rơi mà thôi, có phải vậy không? Cần lắm những con người can đảm và dũng cảm trong hội thánh của Chúa, cần lắm những con người can đảm và dũng cảm trong cái cộng đồng này. Không chỉ là những tín hữu trong hội thánh cần chúng ta trở nên can đảm và dũng cảm, mà những người bên ngoài kia họ cũng rất muốn nhìn thấy chúng ta là những con người dũng cảm và can đảm. Bởi vì khi họ gặp nan đề, họ sẽ có cơ hội được cứu giúp, đúng không chị? Chúa Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta trở nên can đảm và dũng cảm. Chúa Thánh Linh đã khiến cho Phi-a-rơ trở thành một con người can đảm và dũng cảm, đã khiến một kẻ từng chối Chúa 3 lần trở thành một người đứng lên và giảng dĩ rao giảng về chính Chúa mà không hề hổ thẹn, không hề sợ bị bắt bớ, không hề sợ bị giết gì cả. Phi-a-rơ can đảm đến mức đứng trước tòa công luận với những con người đang nắm quyền lực rất lớn trong tay, những con người mà có thể đánh đập ông, những con người mà có thể giết ông, những con người có thể bắt bỏ tù ông, có thể làm điều này điều nọ để gây khó khăn cho cuộc sống của ông, để gây thiệt hại cho ông. Ông không hề run rẩy, ông không hề sợ hãi, ông không còn có một mảy may cái tư tưởng chối Chúa nữa. Thay vào đó, ông đã nắm lấy cái cơ hội đó để nói về Chúa là đấng mà mình thờ phượng. Và thậm chí ông nói nè, chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời các ông, và chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Ông đã nói một cách giản dị, ông đã nói một cách can đảm, ông đã nói một cách dũng cảm, và thậm chí có lúc đã bị đánh đập. Nhưng mà Kinh Thánh chép rằng ông cùng với những người bị đánh đập đó đã hớn hở, đã vui vẻ trở về nhà và kể như là mình được có cơ hội chịu khổ với Chúa vậy. Nếu không phải bởi sự đầy dẫy Thánh Linh, làm sao Phi-a-rơ có thể trở nên như vậy? Là anh chị em, trong những ngày qua tôi đang cố cậy nhờ Chúa Thánh Linh để giúp cho anh chị em có một lòng khao khát. Bởi vì nếu anh chị em không thật sự ý thức đúng, nếu anh chị em không thật sự khao khát sự đầy dẫy Thánh Linh, thì anh chị em sẽ mãi mãi không bao giờ kinh nghiệm được điều đó. Và thời đại này chính là lúc mà hơn bao giờ hết chúng ta cần sự đầy dẫy Thánh Linh, thưa anh chị em. Anh chị em hãy hỏi người bên cạnh, bạn có cần được đầy dẫy Thánh Linh không? Hãy hỏi cách rất nghiêm túc, hãy hỏi một lần nữa một cách rất nghiêm túc, bạn có cần được đầy dẫy Thánh Linh không? Và hãy nói với họ, tôi không biết bạn cần hay không, nhưng tôi rất cần. Nói đi. Tôi không biết là ai cũng cần. Tôi không biết anh chị em có cần hay không, nhưng tôi rất cần. Tôi rất cần. Và tôi khao khát sự đầy dẫy Thánh Linh liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Bất cứ một lúc nào mà cảm thấy vơi cạn thì tôi cảm nhận có sự không an toàn, tôi cảm nhận có một điều gì đó thật sự không an toàn. Và tôi thưa với Chúa là, Chúa ơi, con cần sự đầy dẫy Thánh Linh liên tục, liên tục, liên tục,
để con liên tục can đảm, để con liên tục dũng cảm, để con liên tục mạnh mẽ, để con có thể bước đi trong sự dẫn dắt đầy khôn ngoan của Ngài, để con có những quyết định đúng hơn là quyết định sai. Chúng ta có muốn quyết định sai không? Không ai trong chúng ta muốn quyết định sai. Chúng ta muốn có những quyết định đúng hơn là những quyết định sai, đúng không anh chị em? Và nếu chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ có cơ hội để đưa ra những quyết định đúng trong đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy để cho Thánh Linh kiểm soát chúng ta. Hãy để cho Thánh Linh lãnh đạo chúng ta. Hãy để cho Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong sự khôn ngoan và năng quyền của Ngài mỗi ngày, thưa anh chị em. Hãy đọc trong Kinh Thánh. Hãy tìm tất cả những chỗ nói về Thánh Linh. Hãy tìm, đọc, suy gẫm để có thể hiểu hơn về Chúa, để lòng khao khát ở trong chúng ta sẽ càng ngày càng bùng nổ, thưa anh chị em. Tôi đọc Kinh Thánh từ sáng thế ký tới khải huyền, và mỗi khi tôi đọc đến chỗ nào mà có nói đến Chúa Thánh Linh thì tôi dùng một cái cây bút highlight màu đỏ hoặc là màu hồng, tôi sẽ là dưới ngay cái cụm từ đó, tôi sẽ gạch dưới. Cho nên nếu anh chị em mở quyển Kinh Thánh của tôi, anh chị em muốn tìm dữ liệu về Thánh Linh sẽ rất là dễ, bởi vì tất cả những chỗ nói về Thánh Linh đều được gạch dưới bằng một cái màu bút highlight, và tôi gọi nó là màu đỏ, và có thể anh chị em nhìn anh chị em nói màu hồng không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã chú ý để có thể tìm hiểu về Chúa Thánh Linh từ sáng thế ký cho đến khải huyền, từ những câu đầu tiên của sách sáng thế ký cho đến khải huyền. Và càng tìm hiểu, tôi càng thấy rằng tôi rất cần Ngài, và Ngài rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay là lúc mà hơn bao giờ hết, tôi thách thức anh chị em hãy có một lòng khao khát để có thể kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh, để cuộc đời của chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Chúng ta sẽ thật sự là những con người tự do. Amen anh chị em. Chỉ có những con người thật sự bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh mới có thể kinh nghiệm một sự tự do thật thôi, thưa anh chị em. Còn nếu không phải vậy thì vẫn còn một cái điều gì đó trong đời sống chúng ta bị ràng buộc, bị trói buộc, và chúng ta chưa thật sự được tự do. Bởi vì Chúa Thánh Linh ở đâu thì ở đó có sự tự do. Và nếu Chúa Thánh Linh thật sự đang chiếm hữu đời sống của chúng ta thì đời sống của chúng ta là đời sống tự do, thưa anh chị em. Amen. Anh chị em còn nhớ cái định nghĩa của từ baptem xuất phát từ cái từ baptizo trong tiếng Hy Lạp không? Nó mô tả cái điều này: người thợ dụng nhúng một khúc vải vào trong dung dịch thuốc dụng, và khi đem khúc vải đó ra thì khúc vải đó sẽ mang màu sắc của cái dung dịch thuốc dụng đó, đúng vậy không? Giả sử như người thợ nhuộm có một khúc vải màu trắng và muốn nhuộm nó trở thành một khúc vải màu đỏ, thì anh ta sẽ cho toàn bộ khúc vải màu trắng đó chìm ngập ở trong dung dịch thuốc nhuộm màu đỏ. Và khi anh ta lấy cái khúc vải đó ra, nó còn màu trắng không? Nó trở thành màu đỏ. Đó là hình ảnh của baptem. Và ở đây, khi một người đầy dẫy Thánh Linh, có nghĩa là người đó được baptem trong Thánh Linh, người đó được chìm ngập ở trong Thánh Linh, thì người đó sẽ mang màu sắc của Thánh Linh. Trước đó không biết màu gì, nhưng khi được chìm ngập trong Thánh Linh và khi người đó bước vào cái cuộc sống thực tế, mọi người sẽ nhìn thấy màu sắc của Thánh Linh, bởi vì người đó đã được bắt tên trong Thánh Linh, được chìm ngập trong Thánh Linh. Anh chị có khao khát điều đó không? Anh chị có khao khát là mình mang màu sắc của Thánh Linh, và những người xung quanh của chúng ta nhìn vào đời sống thực tế của chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta có màu sắc của Thánh Linh. Amen không chị? Một người có màu sắc của Thánh Linh không thể nào sợ hãi bệnh tật được, không thể nào lo lắng một cách thái quá về bệnh tật được. Một người có màu sắc của Chúa Thánh Linh thì không thể nào sống hờ hững, không thể nào sống vô cảm được. Một người có màu sắc của Chúa Thánh Linh thì không thể nào hèn nhát được. Người đó sẽ rất can đảm, rất dũng cảm. Một người có màu sắc của Chúa Thánh Linh thì không thể nào cứ yếu đuối, yếu ớt hoài được. Người đó sẽ thể hiện sức mạnh của Chúa Thánh Linh ngay trong đời sống thực tế của mình. Amen không chị? Và nhiều điều khác nữa. Tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể nghĩ đến, mà chúng ta có thể hình dung, đều ở trong Chúa Thánh Linh. Và đó là lý do vì sao mà Kinh Thánh khích lệ chúng ta, kêu gọi chúng ta, thậm chí nói một cách rất là mạnh mẽ rằng hãy đầy dẫy Thánh Linh. Một lần nữa hãy nói với người bên cạnh: hãy đầy dẫy Thánh Linh. Be filled with the Holy Spirit, hay là be filled
và chính Thánh Linh sẽ làm cho đầy ắp đời sống của chúng ta với tất cả những điều tốt đẹp. Chúng ta không thể tự đổ đầy được. Anh chị phải nói với người bên cạnh là chúng ta không thể tự đổ đầy được. Chúng ta được đổ đầy, chính xác. Hồi nãy tôi dùng cái từ bởi là không đúng nha. Hãy được đổ đầy bằng Thánh Linh. Ở trong tiếng Anh là be filled with the Holy Spirit. Tức là một đối tượng nào đó đổ đầy chúng ta. Và tôi sẽ nói với anh chị em đối tượng đó không ai khác hơn chính là Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu là đấng làm phép bắt tên bằng Thánh Linh, đúng vậy không? Và Chúa Giê-xu sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên chúng ta. Chúa Giê-xu sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên những con người mà Ngài thấy là khao khát đủ. Amen không chị em? Như vậy thì hãy trở nên một con người khao khát đủ. Đến rồi Chúa Giê-xu nhìn vào chúng ta và Ngài nói rằng con người đó đã khao khát đủ, con người đó đang rất khao khát, rất mãnh liệt, ta không thể chờ đợi được nữa, ta đổ Thánh Linh của ta xuống trên con người đó, và đó là con người đầy dẫy Thánh Linh. Amen. Khi chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Trước khi đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta giống như một cô gái Sài Gòn lúc mưa lúc nắng. Người ta nói mấy cô gái ổng mèo Sài Gòn lúc mưa lúc nắng. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng đó. Lúc thì yêu Chúa, lúc thì không yêu Chúa, lúc thì trung tín, lúc thì bất tín, lúc thì nóng cháy, lúc thì nguội ngắt. Lúc thì giống như là cái hỏa diễm sơn hơn lửa, và lúc thì giống như là một cái cột đá, một cái tảng băng vậy đó. Khi chúng ta bước đi trong sự đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta sẽ không như thế. Mọi người sẽ nhận ra một sự khác biệt. Chúng ta không thể nào lúc mưa lúc nắng được. Không thể nào hôm qua nói cái này rồi ngày mai lại nói cái khác. Chúng ta bắt đầu mâu thuẫn với nhau, không thể được. Không thể. Chúng ta sẽ giống như những người rất ổn định và vững chắc trong đức tin. Người ta sẽ nhìn chúng ta trong suốt một quá trình chúng ta sống và người ta tìm thấy rằng chúng ta không giống như một cái người mà cứ lật qua lật lại, lật qua lật lại, lúc mưa lúc nắng, lúc mưa lúc nắng, một con người hay thay đổi theo kiểu tiêu cực. Không, không, không. Nếu chúng ta có thay đổi thì chỉ có thay đổi tích cực hơn thôi, chứ không phải là cứ lật qua lật lại trong cái sự tiêu cực của chúng ta. Không, không thưa anh chị em. Hãy khao khát sự đầy dẫy Thánh Linh, vì sự đầy dẫy Thánh Linh sẽ giúp chúng ta bước đi một cách ổn định và vững chắc trên lương trình của chúng ta. Và cái sự ổn định vững chắc đó nó theo chiều hướng đi lên, càng ngày càng đi lên, càng ngày càng đi lên, càng ngày càng đi lên, và càng ngày chúng ta càng có giá trị hơn trong mắt của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Có thể lúc ban đầu mọi người chưa nhận ra, nhưng càng về lâu về dài mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt tích cực ở trong chúng ta, và chúng ta sẽ khiến cho nhiều người bắt đầu khao khát khi họ thấy đời sống của chúng ta có những cái điều tích cực hơn, có những điều tốt đẹp hơn, có những điều mà họ đang rất thèm mà họ không có. Chắc chắn nhiều người sẽ chạy đến và hỏi chúng ta bằng cách nào tôi có thể có được điều đó. Amen chị em. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Một vài người trong hội thánh của chúng ta đang được Chúa sử dụng để giúp cho những người thân của mình. Những người thân đó đang có nan đề, họ đang rơi vào những cảnh túng thiếu, gia đình của họ đang lục đục đánh đập nhau. Và rồi có những người trong số những người thân đó đã liên lạc với chúng ta, bởi vì họ thấy có điều gì đó tốt đẹp trong đời sống của chúng ta, và họ muốn tìm một hy vọng thông qua đời sống của chúng ta. Họ muốn tìm một giải pháp để giải quyết những nan đề của họ, của gia đình họ, thông qua đời sống của chúng ta. Đó là một dấu hiệu đáng vui mừng. Người ta đang nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp trong đời sống của anh chị em. Tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục nhờ cậy Thánh Linh để sống tốt đẹp hơn nữa. Để rồi mỗi khi những người chưa tin Chúa ở trong các mối quan hệ của chúng ta họ có những nan đề, thì họ bắt đầu suy nghĩ đến việc nhờ chúng ta giúp đỡ. Và đó là cơ hội để chúng ta có thể trình bày về Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta trình bày phúc âm cứu rỗi của Chúa. Và đó là cơ hội để họ được cứu, được giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ và có một cuộc đời được biến đổi hoàn toàn. Amen. Hãy khao khát sự đầy dẫy Thánh Linh. Hãy khao khát sự đầy dẫy Thánh Linh. Đừng tiếp tục say mê những cái điều vô bổ trong cuộc đời này nữa. Đừng phí thì giờ để tìm kiếm những cái điều gì đó vô giá trị ở trong thế gian này nữa. Anh chị em ơi, hãy chấm dứt tất cả những giấc mơ riêng của chúng ta, hãy chấm dứt tất cả những tham vọng riêng của chúng ta, và hãy hòa mình vào trong dòng chảy của Chúa Thánh Linh. Hãy để cho Chúa dẫn dắt chúng ta để càng ngày chúng ta càng trở nên một con người ích lợi hơn cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, gia đình của chúng ta sẽ có cơ hội sống thuận hòa. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, hội thánh của chúng ta sẽ bắt đầu khởi sắc. Hội thánh càng cần những con người đầy dẫy Thánh Linh, càng ngày càng cần nhiều hơn.
Chỉ có khi hội thánh chúng ta có thật nhiều những con người đầy dạy thánh linh thì lúc đó chúng ta mới có thể phát triển một cách mạnh mẽ, đột phá, và chúng ta mới có thể giúp đỡ cho những người trong cộng đồng của chúng ta. Đây là lúc mà hơn bao giờ hết có những tiếng kêu cứu đang vang vọng. Anh chị em có chú ý lắng nghe không? Khi anh chị em xem tin tức, có những lúc nào mà lòng anh chị em quặn thắt không? Anh chị có quặn thắt không? Khi mà liên tục từ đầu năm cho tới giờ, những cái tin tức về những vụ hỏa hoạn xảy ra, hỏa hoạn cấp độ nhỏ cho đến hỏa hoạn cấp độ lớn, biết bao nhiêu sinh mạng đã bị cướp mất, biết bao nhiêu tài sản đã bị thiệt hại, biết bao nhiêu tang thương chết chóc. Anh chị có quặn thắt không? Anh chị có cương mang không? Anh chị có suy nghĩ không? Biết bao nhiêu con người đang hoàng hoại đau đớn vì bệnh tật ở ngoài kia, biết bao nhiêu gia đình đang lục đục xung đột mỗi ngày, biết bao nhiêu người đang thiếu thốn khó khăn, những con người thiếu ăn thiếu mặc. Ở đây chúng ta không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng có những nơi nào đó trên thế giới có những người đang gầy dơ xương ra, có những em bé mà nhìn thấy nó giống như là một cái bộ xương di động vậy đó. Anh chị có quan tâm không? Tôi ước gì chúng ta sẽ thật sự bước đi trong sự đầy dẫy thánh linh, để tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên tấm lòng của Chúa. Chúng ta nhìn ra cuộc sống ở bên ngoài kia, và chúng ta có thể nhìn thấy những con người đang đau khổ, chúng ta có thể nghe thấy những tiếng kêu cứu, và chúng ta biết rằng mình hoàn toàn có thể trở thành một giải pháp của Chúa, một công cụ của Chúa ngay trong thế giới này, để có thể vươn cánh tay ra và giúp đỡ cho những con người kia. Và Chúa sẽ hành động qua đời sống của chúng ta, Ngài sẽ hành động qua chức vụ của chúng ta, Ngài sẽ hành động qua những công việc thiết thực của chúng ta, để Ngài cứu càng nhiều người càng tốt, để Ngài giúp đỡ càng nhiều người càng tốt, và danh Chúa được vinh hiển, nước Chúa được mở rộng trên đất. Amen. Chúa, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.